sợ vì chỉ có thể là Xuân Phương Nguyễn Phương. Vâng, bắt đầu chuẩn bị nha. Vâng, trước khi bắt đầu diễn một lần nữa này, xin phép và xin chân thành cảm ơn quý vị hãy lùi lại tấm gương ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thoát nam nước lao. Xin chào dòng thoát nam nước lượng, vẫn mơ hình dòng nhiều năm tỏa sáng trung thu tuyên quang.